Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay đến với anh em là một bật lửa hộp thuốc Elgin thập niên 50. Siêu hiếm ha, cây này là tự động thập niên 50 của Mỹ ha. Toàn thân bằng đồng, mã ra mã vàng nha. Và ba con hu ha. Chi tiết ba con hu được đập nổi. Cây này là auto tự động nha anh em, nguyên zin ha. Cái lớp ở ngoài, cái lớp mạ vàng bên ngoài thì nó phôi phai rồi. Anh em để nguyên về xài cũng được, và không thôi thì anh em mạ lại hay gì đó tùy anh em, nhưng mà em giao lưu là có xăm giao lưu vậy ha. Cái này là cái khóa của nó, khi anh em không muốn nó tự động nữa thì mình khóa lại nha. Và tự động, tại sao gọi là nó là tự động? Tự động một chạm tự nhảy lửa ha. Và khi anh em khóa lại nè thì nó không nhảy nha, khóa lại là nó không nhảy nha. Và cái khóa này lâu năm thì nó cũng hơi ấy rồi ha, nhưng mà nó không nhảy lửa ha. Thì cây này thập niên 50 tại Hoa Kỳ, mộc mạc đầy đủ ha, Elgin USA. Đây, lẫy đồ là nguyên zin hết nha anh em. Mặt trong mạ vàng rất là sang trọng nha. Và đây là em test thử cho anh em ha. Đây, ok ha. Cái hộp này thì để vừa nha, để vừa cái thuốc của mình ha. Đây, đây là cái lẫy tự động của nó nha. Anh em mở ra thì bình thường, và anh em đóng lại thì tự động nó lên lửa ha. Rất là nhạy lửa, dòng này thì anh em khỏi lo về bánh xe ha, bảo hành trọn đời cho anh em chơi luôn. Và đây, cái máy lửa của nó đây, anh em rút ra châm xăng. Châm xăng đây, thay đá đây, xài chung với xăng Zippo ha. Đây, rất là nhạy luôn ha. Nguyên zin. Thích hợp cho anh em sưu tầm nha. Hộp thuốc Elrin thập niên 50 của Mỹ. Cây này thì em xin phép giao lưu là 1200 nha anh em, 1200. Anh em giao lưu liên hệ qua hồ sơ giúp em nha. Anh em ship code toàn quốc bảo hành trọn đời, bao ship tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Em cảm ơn.